cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh youtube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Sở hữu vị trí vàng với nhiều lợi thế về kết nối và chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn, khu công nghiệp số 5 tỉnh Hưng Yên đang là điểm đến tin cậy của nhiều tập đoàn điện tử bán dẫn đến từ Đài Loan, Trung Quốc Khu công nghiệp số 5 do Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Yên Mỹ làm chủ đầu tư có diện tích hơn 192 ha tọa lạc tại xã Xuân Trúc, Quảng Lãng, huyện Ân Thi và xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Khu công nghiệp nằm tiếp giáp hai mặt với đường nối hai đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng và Pháp Vân Cầu Rẽ, quốc lộ 38 mới và tuyến đường DH62. Đây là vị trí vàng đặc biệt thuận lợi cho việc xây dựng, lưu thông nội khu cũng như vận chuyển hàng hóa từ khu công nghiệp tới các điểm quan trọng như Cảng Hải Phòng, Cảng Hàng Không, Quốc tế Nội Bài, Cửa Khẩu, Hữu Nghị, Lạng Sơn. Lợi thế trong kết nối luân chuyển hàng hóa nội địa, quốc tế cũng chính là điểm cộng lớn để khu công nghiệp số 5 thu hút đầu tư. Đây là khu công nghiệp có tổng mức đầu tư 2.385 tỷ đồng, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư vào tháng 8 năm 2021. Chỉ trong 6 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư, khu công nghiệp đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Khu công nghiệp được chia thành hai phân khu. Phân khu thứ nhất có diện tích 109 ha đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật. Hệ thống cấp điện được cung cấp từ điện lưới quốc gia qua trạm biến áp 110 trên 220 kV, công suất 4 x 63 MVA, giai đoạn 1 có công suất 2 x 63 MVA, Hệ thống cấp nước có công suất tối đa 30.000 m khối trên ngày đêm. Nước thải được thu gom phân loại về trạm xử lý công suất 4.300 m khối trên ngày đêm theo đúng tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường. Phần khu thứ hai có diện tích 83 ha đã thực hiện 70% hạ tầng kỹ thuật. Nhiều dự án của nhà đầu tư thứ cấp tại đây đã được khởi động xây dựng. Hệ thống giao thông nội khu với đường trục rộng 32-42 m đã hoàn chỉnh, Bên cạnh đó, chủ đầu tư khu công nghiệp số 5 đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng cho việc thực hiện đầu tư khu nhà ở công nhân, nhà ở chuyên gia khoảng 12 hecta nhằm phục vụ nhu cầu của các chuyên gia, công nhân làm việc tại đây. Khu công nghiệp số 5 là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh. Khu công nghiệp tập trung thu hút đầu tư ở các lĩnh vực như điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp nhẹ, các ngành sản xuất, kinh doanh khác phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Hưng Yên. Sau khi khởi công xây dựng tháng 3 năm 2023, khu công nghiệp số 5 đã đón nhiều đoàn doanh nghiệp, nhà đầu tư đến khảo sát tìm hiểu. Tháng 5 năm 2024, khoảng 50 doanh nghiệp thuộc hiệp hội điện cơ điện tử Đài Loan Trung Quốc, TIMA đã đến khảo sát thực tế tại khu công nghiệp Kết nối giao thông thuận lợi và có nhiều ưu đãi trong thu hút đầu tư, đến nay khu công nghiệp số 5 đã thu hút được 12 dự án, trong đó có 10 doanh nghiệp đến từ Đài Loan Trung Quốc, vốn đăng ký khoảng 200 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là các doanh nghiệp điện tử sản xuất phụ trợ cho các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới, phù hợp với mục tiêu định hướng thu hút đầu tư và phát triển của tỉnh Hưng Yên. Tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, Tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư, tổ chức vào đầu tháng 7 năm 2024, trong số 20 dự án FDI được tỉnh Hưng Yên trao giấy chứng nhận đầu tư, có 5 dự án đầu tư vào khu công nghiệp số 5. Với mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước, tỉnh Hưng Yên ưu tiên dành quỹ đất để hình thành các khu công nghiệp quy mô lớn, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hiện đại. Theo quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên sẽ có 30 khu công nghiệp, gồm 17 khu công nghiệp đã có trong quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận và 13 khu công nghiệp dự kiến quy hoạch mới, với tổng diện tích khoảng 9.589 ha. Trong số 13 khu công nghiệp dự kiến quy hoạch mới, tỉnh Hưng Yên sẽ dành khoảng 4.800 ha đất để thực hiện, trong đó có nhiều khu công nghiệp được quy hoạch với diện tích lớn như khu công nghiệp Phù Cử với diện tích 544 ha, khu công nghiệp Tiên Lữ Kim Động Ân Thi có diện tích trên 460 ha, khu công nghiệp Ân Thi 1 có quy mô 450 ha. Sau năm 2030, Hưng Yên tiếp tục quy hoạch thêm 5 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 2.460 hectare việc thành lập mở rộng các khu công nghiệp đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất khu công nghiệp được phân bổ và các quy định pháp luật có liên quan theo lãnh đạo ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh hưng yên thời gian tới tỉnh sẽ tập trung đổi mới nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư lớn ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao thân thiện môi trường giá trị gia tăng cao nâng cao hiệu quả kinh tế và các khu công nghiệp tăng nhanh tỷ lệ lấp đầy kết hợp phát triển theo chiều rộng với phát triển theo chiều sâu các khu công nghiệp để tăng tính cạnh tranh quốc gia và quốc tế, hình thành các cụm liên kết ngành có quy mô lớn, để nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng, các khu công nghiệp đã được chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Cùng với đó, Hưng Yên cũng thành lập mới và phát triển các khu công nghiệp đã có trong quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận ưu tiên thành lập mới mở rộng các khu công nghiệp có vị trí thuận lợi khả năng thu hút các nhà đầu tư tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh song song với thành lập các khu công nghiệp tỉnh hưng yên sẽ tập trung thu hút các nhà đầu tư thứ cấp hoạt động trong các ngành công nghiệp ưu tiên như công nghiệp công nghệ cao gắn với công nghệ số công nghiệp sản xuất thiết bị điện năng lượng công nghiệp sản xuất cơ khí chế tạo công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm chất lượng cao công nghiệp sản xuất các thiết bị y tế hóa dược công nghệ sinh học dược phẩm công nghiệp dệt may công nghiệp vật liệu nhất là vật liệu mới Năm 2024, tỉnh Hưng Yên phấn đấu thuộc nhóm 10 tỉnh thành phố đạt chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương và duy trì thứ hạng này ở những năm tiếp theo. Đây là mục tiêu được tỉnh Hưng Yên đề ra tại hội nghị triển khai Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2024 diễn ra ngày 6 tháng 8. Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương được Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới và các cơ quan liên quan chính thức triển khai trên toàn quốc từ năm 2023. Bộ chỉ số này cung cấp bức tranh thực tế tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là tài liệu hữu ích cung cấp căn cứ khoa học và thực tiễn để các địa phương sử dụng trong xây dựng, thực thi chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên, Trần Tùng chuẩn cho biết theo số liệu công bố, bộ chỉ số PI 2023 của Hương Yên đạt 42,52 điểm xếp thứ 18 trên 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong số đó, điểm mạnh của tỉnh với 5 chỉ số thành phần như tỷ lệ doanh nghiệp chứng chỉ ISO 1.000 doanh nghiệp, đơn đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích trên 1.000 dân, đơn đăng ký nhãn hiệu 1.000 doanh nghiệp, đơn đăng ký thiết kế kiểu dáng công nghiệp 1.000 dân và tốc độ năng suất lao động Tuy vậy, tỉnh cũng có 5 chỉ số thành phần còn yếu là chi phí gia nhập thị trường, chỉ cho nghiên cứu và phát triển GRDP, phần trăm, cơ sở hạ tầng cơ bản, số doanh nghiệp ngành dịch vụ chuyên môn khoa học và công nghệ trên 1.000 doanh nghiệp và tỷ lệ các dự án đầu tư đang hoạt động trong các cụm công nghiệp trên 1.000 doanh nghiệp.